nhất là những bạn đang bị chơi đùa tình cảm. Hiểu là các bạn không đơn độc. Và để proof chứng minh rằng các bạn không bị ảo tưởng, các bạn không cô đơn, có mình ở đây. Mình bị giống các bạn và chúng ta phải tự thoát ra. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Mọi người nghĩ như thế nào là bất hạnh trong chuyện tình cảm? Đối với mình á, bị xô trong chuyện tình cảm không nằm ở việc là bạn đơn phương một người rất rất là lâu nhưng mà mãi không có signal nào của đối phương, hay là bạn bị đối phương từ chối tình cảm, hoặc là crush đột nhiên có người yêu. Tất cả mình đều cảm thấy không phải là bất hạnh, là xui xẻo nhất. Cái bất hạnh xui xẻo nhất đối với mình á là gặp chúng kẻ chơi đùa tình cảm. Và sẽ có khá nhiều điều mà muốn gửi gắm trong cái clip, nên mình sẽ chia clip này làm hai phần. Phần đầu tiên sẽ là tiếng nói nỗi lòng của người bị chơi đùa, và phần thứ hai sẽ là gửi kẻ chơi đùa tình cảm. Ok, trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh, ủng hộ mình. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được. Mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Sở dĩ mình nói những cái kiểu trên không phải là bất hạnh nhất á, là vì ít ra những cái kiểu đó á, là đối phương cho bạn một cái câu trả lời rõ ràng. Để dù bạn có mù mờ đến đâu thì ít ra vẫn sừng sững tồn tại trước mắt bạn một cái sự thật làm bạn phải buồn, dù nó có đau. Còn hơn là cái thể loại á, nói không thích bạn nhưng mà lại không dứt khoát thích đem tình cảm của bạn ra làm trò đùa hết lần này tới lần khác, cố đưa ra những cái tín hiệu cho bạn khiến bạn nghĩ là họ có cảm giác với bạn. Từ đó có một mình bạn cố gắng, một mình bạn quằn quại trong cái tình yêu đó thôi. Để mình đưa ra ví dụ của bản thân để cho mọi người, nhất là những bạn đang bị chơi đùa tình cảm, hiểu là các bạn không đơn độc. Và để proof chứng minh rằng các bạn không bị ảo tưởng, các bạn không cô đơn, có mình ở đây. Mình bị giống các bạn và chúng ta phải tự thoát ra. Chuyện là mình thích một kẻ thích chơi đùa tình cảm của người khác, mình thì không nhận ra đâu. Mãi cho tới gần đây thì mình mới nhận ra. Thật sự là có những cơn dằn vặt đi theo mình từ đó đến nay đã 4 năm trời. Những cơn dằn vặt đó nếu mà không phải là người đồng cảnh ngộ, cùng chung cảnh ngộ thì rất là khó để mà hiểu được. Mình và người đó nhắn tin với nhau, cốt lõi thì mình chỉ muốn động viên, an ủi những lúc họ buồn thôi. Trong cái giai đoạn đó thì họ không ngừng thả thính mình, mình thì cũng có đớp đại đó. Nhưng rồi mình nghĩ mình muốn cái gì đó nó phải nghiêm túc. Yêu ra yêu, bạn ra bạn. Nếu mà đã liên tục thả thính mình như vậy, đã ngỏ ý là cũng thích mình, thì mình sẽ là người chủ động đề nghị bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng không, họ nói, họ từ chối, họ nói là chỉ là giỡn thôi. Rồi thì sau đó họ up hàng ngàn cái story xứng mức khác, tại lại như kiểu là nếu mà biết sớm muộn kết thúc thì hiện giờ bắt đầu để làm gì, nhất là hiện giờ đã quá hạnh phúc rồi. Rồi nào là chỉ cần mình cậu thôi. Và đặc biệt những cái dòng story, dòng cap đó là chỉ để một mình xem được thôi. Khi mà mình xem được rồi á thì họ ngay lập tức họ xóa đi. Mình thì cứ quằn quại với những cái dòng cap, dòng story đó, mà nghĩ là biết đâu có khuất mắt, có ẩn khuất gì khiến họ từ chối tình cảm của mình. Giờ thì mình chắc chắn là họ không có sướt mướt như những gì họ đang đâu. Chỉ có một mình đau khổ thôi. Rồi thì họ nhắn tin với mình, họ nói là bạn thôi cái vẻ đó đi, thôi đóng vai là nạn nhân đi. Bạn thích là nạn nhân, nhưng tôi không thích là người đi hại người khác. Bạn không phải là người yêu của tôi nên đừng có dở cái vẻ đó. Thế rồi cả hai cãi vã và block nhau. Trong 4 năm nay thì không phải lúc nào mình cũng nhớ tới chuyện đó cả. Vì nếu mà lúc nào cũng nhớ thì mình sẽ không làm được trò gì ra hồn cả. Nhưng mà căn bản thì mình không buông xuống được chuyện này. Mình chưa bao giờ quên cả. Mình cứ đi từ không một cảm xúc, từ hận sang muốn trả đũa, rồi lại quay ngược sang đổ lỗi cho bản thân. Cứ lặp đi lặp lại như vậy,
trong 4 năm nay. Mình rất hận chứ. Nhưng mà bản thân cũng không thể phủ nhận là hận là một dạng của yêu. Dù vậy thì mình vẫn không nghĩ đó là đùa giỡn tình cảm nha. Mình vẫn cho, mình vẫn quy trách nhiệm về bản thân. Mình nghĩ là chắc là do mình chưa đủ chững chạc, chưa đủ để tạo được cảm giác an toàn cho họ. Hay là do lúc cãi vã mình đã lỡ nặng lời xúc phạm họ. Thế rồi bẵng đi 3 năm trời, gần đây thì mình vô tình phát hiện ra được một cái nick mới của họ, cũng chia sẻ những public những dòng trạng thái buồn. Thì mình cũng thử up những cái thứ đại loại như vậy để xem phản ứng của họ ra sao, để xem họ có thường xuyên vào trang cá nhân của mình để check không. Thì mình up là tôi vẫn chưa buông, không biết bên cạnh bạn có ai chưa, tôi muốn có một cảm giác an toàn. Thì họ set một relationship của họ là single, độc thân. Mình up bạn hãy ra dấu hiệu con cá, nếu mà trong chừng ấy năm bạn vẫn còn có tình cảm với tôi. Thì người ta đổi avatar hình con cá, có đứa bé đang nhìn chằm chằm vào. Đợi khi mình có phản ứng trên trang cá nhân của mình rồi á, thì họ xóa đi, xóa avatar hình bảy cá đó đi. Sở dĩ mình không gửi lời mời các bạn á, là vì mình đang chờ một cái tín hiệu cho thấy lần này là họ nghiêm túc. Mình không block họ vì mình không nỡ, mình vẫn còn hy vọng sau chừng ấy năm mình vẫn còn yêu. Nhưng mình không cho phép bản thân mình dễ dãi mà gửi lời mời kết bạn cho họ một lần nữa. Rõ là họ cho mình thấy là họ còn cảm giác với mình. Nhưng khi mà mình hạ quyết tâm rồi á, mình inbox với cái suy nghĩ là lần này biết đâu mọi chuyện sẽ khác, mình muốn làm rõ mọi chuyện tại thời điểm này, thì một lần nữa mình sai. Mình lại sai. Mình vẫn luôn sai. Họ đợi rất lâu mới rep, và rep một cách rất là hời hợt luôn. Còn nhiều cái confuse khác, nhưng mình nghĩ ví dụ như đây là đủ rồi. Mình khẳng định luôn là mình kể câu chuyện này ra không phải là để mình kể lại hay là lấy sự thương hại, mà mình muốn nói rằng mình đã từng trong hoàn cảnh của các bạn bị chơi rồi tình cảm. Mình hiểu các bạn không cô đơn đâu, và chúng ta phải tìm cách để thoát ra thôi. Ok, phần đầu của video tới đây là đủ rồi. Phần sau thì mình sẽ gửi đôi lời đến kẻ chơi đồ tình cảm người khác. Mong rằng các bạn sẽ đón xem. Và lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết clip của mình nha.